Kính thưa tất cả quý khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chiều thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 Từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam Thưa quý khán thính giả Trước tiên tôi thành thật xin lỗi quý khán thính giả Vì một số người đã từng góp ý với tôi Đừng có quan tâm gì về nhóm bẩn bựa Nhất là tên Nguyễn Phương Hùng đừng nói gì về những người đó nhưng hôm nay tôi làm một chương trình nói về nguyễn phương hùng vì nguyễn phương hùng công khai kêu gọi những người trong nước và những người ở hải ngoại là thanh toán hoàng duy hùng và nguyễn quang trường đính kèm là clip mà ngắn gọn một khán giả gửi cho tôi nguyễn phương hùng kêu gọi thanh toán tôi và quang trường tôi sẽ phân tích clip này và nguyên do tại sao nguyễn phương hùng làm như thế chủ đề tôi nói về hoàng như hùng thì các bạn hãy thanh toán dùng cho tôi thằng hoàng như hùng và thằng nguyễn quang trường ở việt nam các bạn không dám làm là tại vì nó được công an bảo chế nó được Nguyễn Thanh Sơn bao che, nó được Trịnh Lương Nghĩa bao che. Đó là clip mà Nguyễn Phương Hùng công khai kêu gọi là thanh toán tôi và quan trường. Khi mà nói đến chữ thanh toán đây, ai cũng hiểu đó là sử dụng vũ lực lên trên bản thân tôi và quan trường, diệt cho chúng tôi không còn sống nữa. Bây giờ nói đến nguyên do, vào năm 2013, với tư cách là nghị viên của thành phố Houston, tôi dự trù lúc đó có chuyến đi về Đà Nẵng để kết nối giữa Houston và Đà Nẵng. Nguyễn Phương Hùng muốn đi trong chuyến này. Nhưng mà khi ấy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn không muốn cho Nguyễn Phương Hùng đi. Nguyễn Phương Hùng nhờ tôi liên lạc với thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn để cho phép ông ta đi. Thì sau khi mà tôi gửi thư cho thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn thì thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã đồng ý cho ông ta đi. Khi ông ta đi rồi, ông ta chụp những tấm ảnh mà tôi có mặt ở tại Đà Nẵng đứng dưới tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đó là nghi thức ngoại giao. Ông ta về ông ta yêu cầu tôi giao cho ông ta 2.000 đô la. Tôi nói, ở Đà Nẵng ông ta còn mượn tôi 100 đô. Khi ấy mượn bà xã tôi, đưa cho ông ta 100 đô, ông ta chưa trả. Thì tại sao tôi phải đưa cho ông ta 2.000 đô? Ông ta mới gửi một tin nhắn nói rằng không đưa tiền cho ông ta thì những tấm ảnh mà tôi đứng dưới tượng chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tung ra. Vì lúc ấy tôi chuẩn bị tranh cử thì tôi sẽ thất cử nói rằng tôi là làm việc cho Cộng sản Việt Nam. Tôi trả lời với ông ta rất rõ ràng, đó là tôi là nghị viên của thành phố Houston. Đây là công việc ngoại giao đứng dưới hình và tượng chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại Đà Nẵng là một nghi thức ngoại giao, một protocol. Tôi không có e ngại chuyện đó. Ông cứ việc tung ra. Thế rồi ông ta tung những tấm ảnh đó ra để cho những người chống cộng cực đoan chụp mũ tôi là cộng sản, là làm việc cho tình báo cộng sản vân vân và vân vân. Và ông ta rất tự hào chuyện đó là ông ta đã đánh tôi rớt khỏi chức nghị viên của thành phố Houston. Nhưng mà tôi là con người dám chơi, dám chịu. Không sao. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Còn mà đòi tôi 2.000 đô la. Tôi có khả năng cho ông ta, nhưng mà không thể nào cho loại người đó số tiền như thế này. Thà để tiền đó, để đóng góp từ thiện thì hơn. Nên tôi tuyên bố rất nhiều lần không đưa cho một xu một cắt nào hết. Từ năm 2013, Lão thề rằng là kiện hoàng duy hùng vì nói rằng Lão ta tống tiền. Tôi khẳng định Lão tống tiền đó. Hai 000 đồng đó để làm gì? Sau này Lão nói rằng là cho ôi, cái này là để trả lương cho Lão về vấn đề di chuyển đây đó. Tôi đâu cần lão đi. Lão muốn đi, lão xin lão lạy lục tôi để nhờ can thiệp với Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Thì lão phải ghi ơn tôi chứ tại sao lão phải bắt tôi trả tiền. Lão làm Youtube thì lão có tiền trên Youtube. Youtube lão lên thì đó là uy tín của lão. Tại sao tôi phải trả cho 2.000 đô la tống tiền dơ bẩn Thế rồi lão thề không biết bao nhiêu lần là kiện hoàng di hùng kiện ngày này sang tháng nọ. Khi tôi mở Youtube thì lão lại đòi là phải đưa cho lão 2.000 đô la. Tôi nói tôi thách là tống tiền. Rồi lão cự nữ với Youtube. Hoàng Di Hùng phải rút cái clip đó xuống. Tôi nói không lão liên lạc về trong Việt Nam nhờ an ninh đối ngoại của Việt Nam can thiệp yêu cầu tôi rút clip xuống tôi nói không có người như thế này là tôi không có chấp nhận được rồi những khán thính giả nói là đừng nhắc tên Nguyễn Phương Hùng tôi nghĩ rằng là đúng thôi nhưng mà đó lão làm nhiều chuyện rất là bẩn bựa ngày này sang tháng nọ mở kênh là để đánh tôi không nhắc tên Hoàng Duy Hùng là lão không được trong bất cứ một clip nào. Thế rồi vào tháng 5 năm 2021 lão tuyên bố thề trong tháng 5 này mà không kiện được Hoàng Di Hùng thì lão và đồng bọn sẽ ăn hết cỡ ức cộng đồng mạng. Tôi lúc đó tôi vỗ tay hoan hô. Ráng lên đi. Cũng đâu kiện đâu tới tới giờ phút này cũng không ăn hết cơ ức cộng đồng mạng ngày nào cũng lên tiếng thì đủ thấy rằng ngày nào cũng phải ăn cơ ức cộng đồng mạng nhưng không biết nhục nhưng không biết nhục đó là nguyên do chính yếu lão thù lão cây cú lão ga tô lão gì đó hết mình đó là nguyên do và lão vận động người này người nọ để phá tôi cũng không xong Thế bây giờ đó lão tuyên bố là phải thanh toán Hoàng Vũ hồn. Nguyên do chỉ từ do sự ga tô, do tham sân si của lão. Chứ tôi có đụng chạm gì tới lão đâu. Tôi không có đụng chạm gì tới lão hết. Nhưng mà lão do ga tô, do tham sân si. Càng im lặng thì lão nghĩ rằng là tôi gì đó là lão cứ lớn lên tới như vậy. Cho tới một ngày phút như thế này đây lão tuyên bố là phải thanh toán hoàng di hùng thế bây giờ đó là khi trong lý do mà thanh toán đó, thì lão lại nói rằng là chứ là hoàng di hùng và quang trường được bộ công an bao che thứ trưởng nguyễn thanh sơn bao che vân vân. thì tôi xin phân tích ở bên việt nam này có hai thanh kiếm sắc bén của đảng và nhà nước đó chính là bộ công an và bộ quốc phòng về vấn đề mà gọi là bình thường thôi không dính líu về quân sự thì bộ công an giải quyết bộ công an việt nam là một trong những bộ công an người ta đánh giá rất là giỏi rất tinh tế khéo léo chính lão từng tuyên bố như thế cơ mà thế bây giờ đó là bộ nếu mà như nếu mà như lão nói đó là bộ công an tin tưởng hoàng duy hùng thì lão phải tin tưởng vào sự sáng suốt khéo léo của bộ công an chứ tại sao lão không tin là tại vì do cái gato ở đằng trong nó che mờ mất lý trí thì lão cho rằng là bộ công an bây giờ là không còn sáng suốt chỉ có lão mới sáng suốt thôi Thấy không? rồi lão nói là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn Ý lão nói là cả Bộ Ngoại giao Việt Nam Cũng không sáng suốt Chỉ có lão mới sáng suốt thôi Lạ thế đấy chứ Lão sáng suốt cho nên nó lão mới là Nói Suối những người trong nước này Và những gì đó Thanh toán Hoàng dung đi Thanh toán con trường đi Những người mà dại dột Thì làm cái chuyện đó Thì họ chính cháu lão chả chịu trách nhiệm lão phủi tay mang con bỏ chợ mà thôi nhưng mà trên đời mã tầm mã ngưu tầm ngưu loại nào cũng có giống đó cả chim bay cao trên bầu trời đại bàng cũng có những con đại bàng nhưng mà ở dưới đất có những côn trùng thì cũng giống côn trùng rất là nhiều tâm cỡ đó của họ có với nhau cả như chúng ta thấy có những người mà dại dột nghe những lời suối dại tấn công vào trụ sở của hai xã Ia Tiêu và Ia tại Tây Nguyên vậy. Có những người với trình độ đó dễ bị người khác suối dục. Thì Nguyễn Phương Hùng cũng đang suối dục những kẻ cùng trình độ. Trên đời, cha ông ta có câu nói, nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Lão biết rằng lời lão nói không có giá trị với những người có tầm cỡ. Nhưng mà những kẻ cũng ga tô, cũng cây cú, cũng hận đời. Thấy ai hơn một chút xíu là muốn diệt. Thì biết đâu được những kẻ hận thù như thế lại làm chuyện săn bậy. Mà tôi nói lên đây không phải là tôi sợ. Mà để nói rằng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì Nguyễn Phương Hùng là chủ mưu rõ ràng dứt khoát như thế và tôi cũng xin lỗi tất cả quý khán giả nhất là những người có trình độ đã từng nói với tôi anh Hùng đừng có nói gì về những cái đám dơ bẩn bẩn bừa nhất là Nguyễn Phương Hùng tôi đồng ý chuyện đó mấy lâu nay tôi đâu có nói nhưng mà để cho lão lên tới một mức độ Gọi là vận động công khai về vũ lực trên thân xác tôi và quan trường Là chuyện không thể chấp nhận được Phải lên tiếng để mọi người cũng biết Thủ phạm chính là Nguyễn Phương Hùng Lão già dơ bẩn Tống tiền tôi không xong Kiếm chuyện với tôi bao nhiêu năm nay rồi Chục năm rồi Bây giờ đó là tới mức gọi là cuối đời muốn thể hiện cả một cái sự thù hận đó kêu gọi vũ lực thanh toán tôi tôi rất xin lỗi quý khán giả những người có trình độ nhưng tôi cũng xin nói rõ đó là có những người mã tâm mã ngưu tâm ngưu mà không nói không được và tôi cũng xin cảm ơn một người đã gửi clip này cho tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau. Tôi cũng nói rất rõ, tôi đã nói rồi, tôi chả có sợ gì. Bất cứ ai đâu. Cỡ như Nguyễn Phương Hùng hay bất cứ ai trong này đó mà làm cái gì đi. Xem thử là biết liền. Đừng coi thường Bộ Công an Việt Nam. Đừng coi thường. Và những người cỡ giống như rượu rạo như thế mà tới sát gần tôi chưa chắc đã được đâu nha. Đừng có làm anh hùng bàn phím mà đừng có làm cho anh hùng gì đó không đạt được mục tiêu gì mà coi chừng thiệt cả trì lẫn chài đó. Thiệt hại bản thân đó. Hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.